sông La Ngà nước lũ dâng cao, cũng là lúc nông dân trồng lúa ở cánh đồng Bến Thuyền, xã Phú Bình, huyện Tân Phú lại nơm nớp lo lắng, bởi tuyến đê trọng yếu bảo vệ cánh đồng đang bị sạt lở. Không ấy là cũng tai nạn cũng nặng, vì cái cánh đồng này cũng đây già xuống dưới cũng 100 mẫu mà cái như là lúa mới cấy không là nó đi đứt hết. Đó, thành phải đặt máy mình bơm mình rút cái lượng nước ra bớt chứ không thôi để nó dồn xuống là chịu không nổi. Nếu không có tiếng đê này là cái như nó ngập hết luôn á, đi xuống tới với dần điền dài dưới là ngập hết luôn á. Đây là con đê do chính bà con nông dân trước đây đã hiến đất bỏ công sức ra đắp đê ngăn lũ. Tuyến đê dài hơn 4 km, mặt đê rộng 5 m đã bảo vệ cho những cánh đồng lúa rộng hàng ngàn hecta của các xã Phú Thanh, Phú Xuân, Phú Bình, huyện Tân Phú. Tuy nhiên, sau nhiều năm chống chọi với nước lũ, tuyến đê đã xuống cấp, sạt lở. Năm 2020, huyện Tân Phú đã thực hiện gia cố hơn 120 mét đê bị sạt lở với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đê lại tiếp tục bị sạt lở, khoét hàm ếch với chiều dài khoảng 250 mét dọc đê. Mùa mưa vừa qua thì cánh đồng đã bị nước đê tràn vào, làm ảnh hưởng là ngập lụt đến là 850 ha, thì được sự quan tâm của ủy ban dân xã đã cấp cho người dân là 1.000 lít dầu và 100 lít nhớt để là bơm nước từ trong cánh đồng ra ngoài là sông để cứu lúa. Tuy nhiên thì trong cái cứu đó thì ở xã thì bị thiệt hại là 14 ha, trong đó là có 4 ha là hoàn toàn mất trắng, còn lại là 10 ha thì mất khoảng từ 30 đến 70%. Những ngày vừa qua, nước lũ sông La Ngà thường xuyên dâng cao. Có những lúc, nước sông cao hơn cánh đồng tới hơn 1 mét. Đê bằng đất nên nước vẫn thấm qua. Nông dân liên tục phải huy động máy bơm, bơm nước ngược ra sông để cứu lúa. Nếu không được sớm gia cố, sửa chữa tuyến đê, toàn bộ cánh đồng màu mỡ này sẽ bị uy hiếp.